Tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái sức khỏe của những người, vấn đề về sức khỏe của những người làm neo. Bởi vì trong thời gian qua đã có rất nhiều những thời gian qua tôi đã đi đến rất nhiều những cái tiệm neo, gặp gỡ rất là nhiều người làm neo, và tôi quan sát cũng như là tôi thấy rằng một cái vấn đề có những người làm neo đáng quan tâm, đó là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe của mỗi ngày. Bởi vì cái vấn đề ở đây đó, hàng ngày những người làm trong cái môi trường neo phải hít phải một cái lượng bụi khá lớn, như các anh chị đã biết đó, thì mỗi khi mà chúng ta làm bụi, làm bột cho khách hàng thì bụi nó bay khắp cái tiệm neo, và với một cái sự bảo vệ rất là nhỏ nhoi mà qua cái khẩu trang thì không thể ngăn chặn hết được những cái loại bụi siêu nhỏ, mà mỗi người trong cái tiệm neo của chúng ta phải hít một cái lượng bụi nào đó vào trong cơ thể chúng ta là mỗi ngày này qua ngày khác, rồi tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, làm cho trong cơ thể chúng ta tích đọng lại một cái lượng nào đấy và làm ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Và cái vấn đề thứ hai đó là phải hít phải một cái lượng hóa chất đó, và trong cái môi trường làm neo thì mỗi ngày chúng ta có một cái lượng hóa chất là tương đối, khi mà chúng ta bước vào cái tiệm neo thì chúng ta biết nghe thấy ngay là cái mùi. Vậy thì cái sự ảnh hưởng của cái hóa chất ấy đối với sức khỏe của những người làm neo rất là nghiêm trọng, nhưng cái vấn đề là chưa bộc phát ra trước mắt nên chúng ta không có những cái biện pháp ngăn chặn hay phòng ngừa hay là bảo vệ cho bản thân mỗi người cũng như là những người thân chúng ta. Và cái vấn đề thứ ba mà những người làm neo đang gặp phải đó là vấn chế độ về ăn uống. Cái chế độ ăn uống do cái đặc thù của công việc và chúng ta ăn uống một cách không được hợp lý, rất là ít người có một cái chế độ hợp lý để bảo vệ duy trì cái sức khỏe chúng ta. Đa phần chúng ta tập trung ăn vào cái buổi tối nhiều hơn là buổi sáng, và trong khi đó đi làm về trễ thì chúng ta ăn xong và chuẩn bị đi ngủ và ngày hôm sau lại tiếp tục cái công việc. Và buổi sáng thì cái nhu cầu cần cái năng lượng và những các loại vitamin và khoáng chất nó nhiều hơn, nhưng mà chúng ta lại không tập trung vào buổi sáng. Thì vậy thì vừa rồi tôi đã nêu ra ba cái vấn đề mà đang ảnh hưởng tới cái sức khỏe cho những người làm neo. Tôi muốn tóm tắt lại cho chúng ta biết, đó là những cái lượng bụi bặm mà chúng ta phải hít phải mỗi ngày. Thứ hai đó là cái hóa chất trong cái ngành của chúng ta đặc thù, một những cái hóa chất tương đối là độc hại đối với cái sức khỏe của con người. Và cái thứ ba đó là cái chế độ ăn uống chưa được hợp lý lắm, cũng là một trong những cái tác nhân làm ảnh hưởng tới cái sức khỏe của những người làm neo. Thì qua đây tôi muốn đưa ra một cái giải pháp để giúp cho chúng ta ý thức được rằng cái sức khỏe của chúng ta cần phải được bảo vệ một cách sớm nhất khi mà nó đang còn sức khỏe để bảo vệ, chứ đừng có để đến khi mà chúng ta không còn sức khỏe nữa chúng ta mới lo bảo vệ hay là cải thiện nó thì đã quá muộn rồi. Vậy thì cái giải pháp ở đây nó là như thế nào? Thứ nhất đó là nhờ vào cái chế độ ăn uống hàng ngày. Nghĩa là chúng ta cái vấn đề là uống nước, đó là một cái nhu cầu quan trọng tối cần thiết nhất đối với những người mong muốn cải thiện về cái sức khỏe trong cái công việc mà chúng ta làm neo mỗi ngày. Bởi vì nước nó đóng vai trò là giúp chúng ta đào thải và cân bằng cái nhiệt độ trong cơ thể, cũng như là tiêu hóa và hỗ trợ cho cái việc tuần hoàn máu trong cái cơ thể của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là cái chế độ ăn uống giúp cho cái chế độ dinh dưỡng cân bằng, thì làm cho cái sức khỏe của chúng ta được duy trì và ổn định. Nhưng mà ở đây có một cái khó, nó vì cái thời gian và đặc thù công việc, khi nước chúng ta uống không được đầy đủ và cái chế độ ăn uống chúng ta không được đúng, không được khoa học, vậy thì chúng ta phải làm gì? Thì tại trên đất Mỹ này thì đang một đất nước mà phải nói là cái công nghệ cực kỳ tiên tiến, và ngày nay đó là cái nước đứng đầu về thế giới, người ta sản xuất ra những cái loại thực phẩm chức năng có những cái hàm lượng dinh dưỡng cao để bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày của mình. Thay vì chúng ta phải ăn với cái liều lượng rất lớn thì chúng ta có thể uống những cái loại thực phẩm đã được chế biến siêu nhỏ, mà có thể là người ta gọi giống như là thuốc, nhưng mà trên thực tế nó không phải là thuốc mà lại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có hoạt tính sinh học cao. Thế thì làm sao để lựa chọn cho đúng cái sản phẩm, đúng cái nhu cầu mà chúng ta cần sử dụng? Như tôi được biết thì có rất nhiều người, các anh chị làm trong cái ngành neo thì chúng ta cũng biết rằng cơ thể chúng ta cần bổ sung các loại chất dinh dưỡng, và hầu như chúng ta chỉ biết là ra cái siêu thị và chúng ta mua một loại nào đấy, nhưng mà không biết được cơ thể chúng ta cần phải sử dụng cái loại sản phẩm nào và sử dụng như thế nào. Thì hôm nay với cái kiến thức và kinh nghiệm gần 10 năm làm trong ngành dinh dưỡng này, tôi sẽ chia sẻ với tất cả các bạn. Cái nhu cầu thứ nhất đó là chúng ta cần phải làm sạch cái đường ruột, cụ thể là cái đại tràng, bởi vì cái đại tràng của chúng ta là cái bộ phận mà chứa đựng những cái chất tạp chất trong cái cơ thể chúng ta, nhất là những cái lượng bụi mà chúng ta hít vào mỗi ngày. Thì tôi lại muốn trước khi làm sạch thì tôi muốn lấy ví dụ giống như là cái tiệm neo của chúng ta mỗi ngày
sau khi anh chị đóng cửa anh thì chị đều phải clean bằng cái máy hút bụi đi. Vậy thì cái đường ruột của chúng ta có làm cái điều đấy không? Thì trước giờ nếu như chúng ta chưa làm cái điều đấy thì đây bây giờ đã đến lúc mà chúng ta cần phải làm. Vậy thì cái giải pháp nó như thế nào? Thứ nhất, các anh chị sử dụng các loại rau quả có nhiều cái chất xơ trong các thực phẩm mình ăn uống hàng ngày á. Và nếu như mình cảm thấy cái nhu cầu hàng ngày của mình, điều kiện cung cấp hàng ngày của mình không đủ thì nên bổ sung một cái loại thực phẩm có nhiều cái chất xơ, mà ở đây là tôi muốn đề nghị cho rất nhiều người sử dụng, đó là cái Nutrify của Nu Skin này. Đây là một cái sản phẩm mới đóng tầm quan trọng của PharmaMex khi họ đưa ra cái sản phẩm này cách đây 2 tháng, bởi vì nó giúp cho cái việc làm sạch cái đường ruột của chúng ta một cách hiệu quả. Và đây là những cái sản phẩm có hàm lượng chất xơ rất cao, chuyên dùng để hỗ trợ cho việc làm sạch cái đường ruột. Và khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này mỗi ngày thì nó có tác dụng giống như là một cái chổi, chúng ta quét sạch những cái bụi bặm, những cái chất cặn bã trong cái đường ruột của chúng ta ra mỗi ngày. Và như vậy sẽ làm cho cái đường ruột của chúng ta một cách sạch sẽ. Và đây là cái sản phẩm rất là tối cần thiết mà những người chúng ta muốn có một cái sức khỏe tốt ha. Và đặc biệt những anh chị làm trong ngành nail thì chúng ta cần phải sử dụng mỗi ngày, giống như chúng ta clean cái tiệm của mình á, không để cho bụi bặm bám vào trong cái cơ thể chúng ta, không để cho nó bộc phát thành cái bệnh sau này. Và cái sản phẩm này ngoài cái việc hỗ trợ cho việc làm sạch cái đường ruột, cho việc tiêu hóa, đặc biệt là những người hay bị táo bón hay 2 3 ngày mới đi vệ sinh một lần, thì cái sản phẩm này giúp giải quyết ngăn chặn được cái trường hợp đấy, cộng với cái việc mà chúng ta uống nước nhiều vào. Và với các chị phụ nữ khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì cái vòng hai của chúng ta cũng có thể giảm được vài phần. Đó là cái kết quả của bộ cái sản phẩm này đưa lại, và nhất định rằng chúng ta cần phải sử dụng mỗi ngày để làm sạch cái đường ruột của mình. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Và cái giải pháp thứ hai cho cái việc mà chúng ta hít phải cái hóa chất mỗi ngày trong cái cơ thể của vào trong cái cơ thể của chúng ta qua cái môi trường làm nail, thì nó thấy rằng cái bộ phận ảnh hưởng nhiều nhất, thứ nhất đó là cái gan và cái phổi. Cái gan chúng ta mỗi ngày đều phải lọc hết những cái lượng máu trong cơ thể chúng ta để đào thải bài tiết những cái độc tố, những chất cặn bã trong cơ thể chúng ta ra bên ngoài. Vậy thì chúng ta làm thế nào để giúp cho cái gan của mình nó có một cái chức năng tốt? Bởi vì nếu như nó làm việc nhiều quá với cái công suất của nó cao hơn thì đương nhiên một ngày nào đó cái chức năng gan của chúng ta nó đã giảm xuống, thì ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta rất nhiều. Và một trong những cái sản phẩm mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là cái detox của PharmaMex. Có thể nói đây là một cái sản phẩm chuyên dụng dành cho việc đào thải cái độc tố trong gan, và nó có ngoài ra nó còn giúp cho làm phục hồi những cái tế bào gan, làm khỏe những tế bào gan nha. Thì sau khi sử dụng cái sản phẩm này từ 10 ngày đến 2 tuần thì chúng ta sẽ thấy những cái biểu hiện của cái việc đào thải độc tố gan một cách rõ ràng. Đó là một số những cái có thể là những cái mẩn ngứa xung khắp người của chúng ta do gan nó bài tiết qua. Và cái trường hợp thứ hai mà chúng ta thấy rõ rệt nhất đó là chúng ta xì những cái hơi rất là không, cái mùi rất là khó chịu, đó là biểu hiện xì những cái khí độc trong người chúng ta. Và sau cái giai đoạn đấy từ 3 đến 5 ngày thì chúng ta thấy cái cơ thể của mình sẽ có một cái sự nhẹ nhõm. Và đặc biệt là những cái người mà hay bị dị ứng về những cái đồ đạm nhiều cho cái gan của chúng ta mà bài tiết kém á, thì khi mà chúng ta ăn uống những cái thực phẩm mà có rất nhiều chất đạm á, thì nó dễ bị dị ứng, thì đây là cái sản phẩm mà chúng ta có thể dùng trong một cái thời gian á, thì những cái biểu hiện nó sẽ giảm đi. Nên là cái sản phẩm rất là tốt và cần thiết để chúng ta làm sạch cái gan của chúng ta mỗi ngày, và đặc biệt là những người làm nail, những người làm trong cái môi trường hóa chất nhiều, thì đây là cái sản phẩm mà mỗi ngày chúng ta cần sử dụng để bảo vệ cái sức khỏe chúng ta.